với mục đích kích cầu phục hồi ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới, hành trình farm trip caravan và trekking, sắc màu hoa sở Đông Bắc mùa xuân về. Chương trình khảo sát các tuyến điểm du lịch tại Bình Liêu, Quảng Ninh được Câu lạc bộ Lữ hành Hà Nội UNESCO tổ chức từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 với sự tham gia của hơn 30 công ty du lịch lữ hành trong cả nước. Chương trình theo mô hình caravan là các xe đi độc lập theo nhóm nhỏ để thích ứng an toàn du lịch trong trạng thái bình thường mới. Hành trình đoàn khảo sát đến với mảnh đất Bình Liêu, nơi cách thành phố Hạ Long hơn 100 km về phía Đông Bắc. Bình Liêu mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ với phong cảnh núi rừng trùng điệp. Tháng 12 về, dẻo đất vùng cao gọi mùa đông bằng cái tên mùa hoa sở. Hoa sở nở trắng đồi, men theo các con đường vào khắp thôn bản và trở thành nét đặc trưng khó thể trộn lẫn của Bình Liêu. Với hành trình caravan và trekking, chúng tôi cũng mong muốn đưa đến trước hết là và công tác quảng bá truyền thông điểm đến đối với địa phương cũng như là tỉnh Quảng Ninh về một cái điểm đến an toàn, và với tiêu chí là cái hình thức caravan đó là hình thức là đi xe tự lái và nhóm nhỏ, và chúng tôi sẽ tạo ra được những cái động lực cũng như là một cái công tác về truyền thông điểm đến đối với cả các du khách trong nước. Và những cái mục tiêu lớn hơn nữa của Câu lạc bộ Lữ hành Hà Nội cũng như là tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu trong cái chương trình caravan và trekking sắc màu hoa sở Đông Bắc mùa xuân về 2021 từ ngày 10 cho đến 12 tháng 12 năm 2021. Và hiện tại đây tôi đang đứng giữa một cái không gian tràn ngập xung quanh là núi rừng và đặc biệt là bạt ngàn những cái cây hoa sở nở rộ đang một cái xuất sắc rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng chính những cái cánh hoa sở và những cái bông hoa sở nở trắng giữa núi rừng thể hiện lên một cái sức ý chí bền vững mạnh mẽ của tất cả những anh em làm lữ hành của trong đoàn farm caravan và trekking hôm nay, cũng như là tất cả chúng ta trong một cái hệ thống của anh em lữ hành trong toàn quốc đều mong muốn một cái điều mới mẻ hơn, gọi là mạnh mẽ hơn trong một năm 2022, mở ra một cái gọi là điểm đến mới và hành trình mới. Và chúng tôi tin tưởng rằng là sau chuyến đi này thì điểm đến Bình Liêu cũng như là cái thương hiệu hoa sở sẽ là một cái điểm đến không thể bỏ qua khi nhắc tới và đến với cả tỉnh Quảng Ninh ngoài biển, và chúng ta có núi rừng và đặc biệt là những cái hoa sở nở trắng rừng. Thì đây là một cái chương trình mà đưa khách đến những cái vùng để tìm hiểu được cái sự hùng vĩ của vùng Đông Bắc của Tổ quốc, cũng như là chúng ta có những cảnh rất là hùng vĩ và con người chúng ta cũng rất là hùng vĩ, đã làm những cái cung đường để đến được cái vùng biên mà đã phát triển kinh tế. Tiếp tục cuộc hành trình caravan, đoàn đến với Sống Lưng Khủng Long. Đây là tên mà dân du lịch đặt cho con đường lên cột mốc 1305. Đây là cột mốc ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, trên đỉnh núi Bắc Cương, nhờ sự độc đáo của những con đường mòn trên đỉnh núi, nối các điểm mốc với nhau, tạo thành gạch nối như sống lưng của con khủng long thời tiền sử. Đây cũng được mệnh danh là một trong những cung đường khó chinh phục nhất miền Bắc. Cung đường Sống Lưng Khủng Long Bình Liêu không quá lắt léo nhưng có độ dài, độ dốc cũng như độ cao. Hai bên đường là những ngọn đồi núi chập trùng với một màu xanh bạt ngàn của cây cối, tạo cho nơi đây vẻ đẹp vừa nên thơ vừa hùng vĩ. Chúng ta đang đứng ở đây, nó là cái độ cao trên 1.300 m. Nó là cái nơi mà phải nói là phong cảnh phải nói rất là hùng vĩ ở phía vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Và sở dĩ chúng ta đến đây là với chúng tôi là những cái doanh nghiệp du lịch, chúng ta cũng đang tìm đến một môi trường để nó định hình ra một cái phương án và một cái định hướng mới mà chúng ta đang nói là cái gọi là bình thường mới. Đó là cái khu đi mang tính chất định hướng cho khách là du lịch của những nơi sinh thái, mà tất cả những như thế này nó đảm bảo sự an toàn khi mà dịch dã của chúng ta trên toàn thế giới nó cũng đang vấn đề phức tạp. Vậy chúng tôi là những người doanh nghiệp về du lịch, chúng tôi đang đi tìm những cái nơi mà an toàn nhất cho du khách, đó là những cái nơi mà du lịch sinh thái an toàn. Nhất là chúng ta đang đứng trên cả một bầu trời thiên nhiên hùng vĩ này, thì nơi đây là một cái nơi khoảng cách rất là thiên nhiên ưu đãi, không khí ưu đãi, địa hình rất là đẹp để tạo cho một cái sản phẩm mới cho ngành du lịch của chúng ta, đó là những cái địa hình để leo núi và mang tính chất là mang để thăm những phong cảnh quê hương đất nước của chúng ta hùng vĩ như này mà chúng ta từ xưa đến nay chúng ta đang bị bỏ quên. Thực tế ra cái chương trình này rất là tốt và rất là ý nghĩa với lại cái ngành du lịch của Quảng Ninh. Đây là cũng là một cái hình thức mà để Quảng Ninh quảng bá những các cái sản phẩm du lịch của mình, những các cái tour tuyến điểm mà chúng ta đang đứng ở đây ở cột mốc
biên giới 1305. Đây là gần như là cái nóc nhà của tỉnh Quảng Ninh, và đây là cái mà chúng tôi muốn quảng bá với lại tất cả các anh em, bạn bè, các lữ hành ở bên ngoài tỉnh, là đây là cái điểm mà đáng để chúng ta làm các cái tour quảng cáo, các tour caravan, đưa nhiều hơn nữa du khách đến với lại Quảng Ninh. Đoàn Farm Trip đến thăm và trải nghiệm đường tuần tra biên giới Bình Liêu là một phần của dự án con đường dài nhất Việt Nam, là dự án do Bộ Quốc phòng đang triển khai xây dựng từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang với tổng chiều dài trên 10.000 km. Cung đường này đi trên núi non trùng điệp với độ cao cung đường trên 700m so với mực nước biển. Hệ thống núi này là một phần của dãy Thập Vạn Đại Sơn trải dài trên 70 km từ Trung Quốc đến nơi phân định biên giới Trung Việt ngày nay. Tại đây, đa phần du khách sẽ cảm nhận được sự linh thiêng và hùng vĩ nơi biên cương này.